Ok, trước khi bắt đầu vào game thì mọi người muốn nạp Robux thì hãy vào trang Kia Robux và hãy đăng nhập và đăng ký ở đây, và sau đó check tài khoản thì mọi người hãy gia nhập vô group ở trên này, mình có để trên này luôn. Thì sau đó chọn nhà mạng, chọn thẻ, chọn mệnh giá và nhập series và mã thẻ. Sau đó nhập thẻ thì mọi người sẽ được nhận Robux trong vòng từ 5 tới 15 phút. Ok, bây giờ bắt đầu vào game thôi. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái game mới luôn, một cái game gọi là Pet Simulator. Trong game này là mình sẽ nuôi thú cưng. Nhưng mà mình nuôi thú cưng bằng cách là không phải là mình cho nó ăn, mình không cho nó gì hết, là mà mình đi hôi tiền. Hiện tại bây giờ đó, không biết là cái máy bay cự đầu mà nó bay ngang qua, mà nó cứ mỗi lần cái máy nó bay qua cái nó rơi tiền rồi. Mình và những người chơi ở đây sẽ đi hôi tiền, đi hôi của đó, ok. Nhưng mà trước tiên là bắt đầu thì mình sẽ lựa chọn một trong hai con này để mà mình nuôi. Một là con chó, hai là con mèo. Thôi mình nuôi mèo đi. Và đặt lên cho nó là mèo lầy, ok. Xong, và mình đã có một con mèo bé bé xinh xinh, dễ thương vãi chưởng. Ok, và bắt đầu hành trình đi hôi tiền. Mình sẽ lít chuột cho những cái đồng tiền này là để cho nó mấy con mèo này nó lại nó hôi tiền nè. Alo, mấy không hẳn là mèo mà là mấy cái con bé của mình nó sẽ lại đây nó hôi tiền. Nhưng mà trước tiên là mình cũng đã có thêm một cái con này con khác là Bismascot. Con này là con quái gì đây? Nói chung con này khi mà mình join group thì nó sẽ cho mình ra thêm con này nữa. Nên là bạn nào mà muốn có thêm con đó thì join group thôi. Easy. Ok, và bắt đầu mình sẽ đi đây có nguyên cục tiền, có nguyên cái tiền đồng luôn. Wow, ghê thật. Đi lại hôi đi mấy đứa. Đúng rồi. Hôi nhiều vô. Hôi càng nhiều càng tốt, đừng có hôi quá là được rồi. Nó độn được, không phải hôi quá mà được, đừng có hôi thúi là được rồi. Để cần chứ. Ok, hai con bé này đồng thời là nó sẽ cho mình lên đồng, nó sẽ hôi tiền rất là nhanh luôn. Wow, thơm thật. Ok, mình sẽ cắt nhạc đi để tránh trường hợp bị dính bản quyền nếu như mà game này nó có. Bây giờ xin giới thiệu sơ qua, đây là một cái shop của nó. Shop này là khi mà nó chưa có mở mấy cái này đâu. Mấy cái này thì nó sẽ mấy cái tính năng này nó sẽ ra trong thời gian gần nhất. Chắc cũng sắp ra thôi. Tại vì game này mình thấy cũng khá là nhiều người chơi nên là sẽ gây ra cái nhiều động lực cho sẽ tạo ra nhiều động lực cho cái nhà sản xuất game này phát triển thêm nè. Đó. Mình cũng vậy. Nếu như bạn nào mà muốn mình làm tiếp cái game này thì comment và like và share cái video này nhé. Ở trong này đây là cái chỗ là mà để bán những cái trái dứng những cái trái dứng này sẽ nở ra những cái con thú. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này, mình sẽ lượm tiếp thôi. Mình bây giờ đang có hai con bếp, có mỗi hai con thôi, nhưng mà cái game này là nó chỉ cho mình là được quyền mở hai con một lần nè. Đúng không? Không, được quyền mang 3 con một lần. Nếu như mà bạn nào mà muốn mang nhiều hơn á, thì mua game pass là sẽ có thôi. Đây game pass đây. Có thể là có nghĩa là mở được cùng một lúc có 7 con lần. Đó. Mở cùng một lúc mới có 7 con lần. Ok, rồi. Đây sau khi mình lên level là mình sẽ đi nâng cấp điểm. Đó, mỗi lần mình nâng cấp cái năng lượng này ở dưới là hình như là nó sẽ tăng vô cái tốc độ lượm và tốc độ chạy nè, còn ở trên là tiền. Để mình coi thử ở trên, con này mình sẽ tăng tiền luôn đi rồi tính tiếp. Đấy. Ok, khi mà mình nâng cái này vô thì là khả năng là nó chạy với nó lượm tiền nó rất là nhanh. Nhưng mà tiền quan trọng là cái mình cũng phải điều mình cũng phải cân bằng để mà mình nâng cái điểm ở trên đó, nâng cái coin ấy, cái đó nó cũng quan trọng lắm á. Ý, ở đây có một cục tiền đó hay chưa? Đứa nào cứ mỗi lần đi máy bay qua cái nó rớt cái cẩm vậy đó. Bái được. Trời ơi, làm mọi người ra hôi của mỏi tay. Ô, nguyên cái rương vàng luôn. Có đứa nào lượm đừng lượm hết, đừng lượm hết. No. Đâu rồi? Bái lượm hết luôn rồi à. Chơi lầy bái. Ủa? Rồi, xong nó lụm luôn rồi. Đậu phòng thiệt tình chứ quá đáng lắm luôn á. Ê, lâu rớt mà rớt nguyên cái cục, nguyên cái rương vàng luôn mà. Khỏi cần phải đi lụm kho báu cũng có tiền nữa.
Ok, đây. Bây giờ mình phải để dành tiền lên để mà mình mua thêm một con pet nữa. Khoảng 275 tiền thì phải. 275 tiền để mà mình mua thêm một con pet, sau đó là mình sẽ bắt đầu mình hành trình mình đi lợ đi hôi của. Trong game này quan trọng là đi hôi của thôi, chứ không có gì nữa. Căng là chỗ đó đó. Nhưng mà cũng phải ngó qua ngó lại để mà đó, thấy chưa, nói rồi không sai mà. Thế nào nó cũng sẽ rớt cái đường vàng của chân rớt xuống à, có khi nào mình đang đứng cái nó rớt nó đè đầu mình chết không trời. Xin lỗi, lúc đó mà có tình huống đó, xin lỗi, đời quá nhỏ nhỏ còn đen hơn cái móng chó nữa. Không có gì để nói luôn, không có gì gọi là bàn cãi luôn. Đấy. Hiện tại bây giờ đang có ba con bé hút cái này. Trời ơi, ba con bé hút sao nổi, phải nhiều luôn. Phải càng nhiều càng tốt, đúng rồi. Phải nhiều đứa hôi vô. Một đứa hôi, ba hai, hai đứa hôi, nó không có nhiều đó. Phải nhiều. Đó. Chính xác. Đó, bây giờ có 6 con luôn. Wow. Bây giờ 6 con này có vẻ nhanh á. Bây giờ là mình đi vô chỗ này mình đứng trước, khi nào mà nó hôi xong một phát một là mình sẽ đủ tiền. Mình sẽ đủ tiền. Chứ mắc công từ đó mà chạy vô đây nó mất thời gian nữa. Đó. Wow. Hồi khi mà mình join group là mình được nguyên cái chữ fan trên này nữa chứ. Ồ thì cần chứ. Wow. Thêm tiền rồi, có tiền rồi. Bây giờ là mình sẽ đi mua 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 bét trước. Rồi sẵn tiện lít vô hai con này luôn. Trời ơi, để nó quay về là mình ủ. Ở trời, thêm được một con mèo nữa hả? Trời ơi, chất quốc không chứ. Thôi kệ nó đi, có còn hơn không. Trời ơi, chất quốc. Ủa, check out ra chứ. Trời ơi, cái sao mình lên. Thiệt tình mình tự nhiên mình đặt ngược vô lại. Cạn lời. Nhiều nhiều khi mình cũng cạn lời với mình luôn. Ok, yes, đó, bắt đầu hành trình đi lượm tiền. 8 con bé lượm là phải nói là nhanh gọn lẹ luôn nè. Bây giờ mình sẽ không mua thêm nữa, tại vì mình mua thêm 3 con nữa thì thành thử ra nó không có lên được bao nhiêu cả. Bây giờ mình sẽ lên khoảng 2 mấy để mà mình nâng cấp cái con bé ở lộc. Mình sẽ mua thêm cái trứng, mà cái trứng gọi là trứng cấp cao hơn á. Mình sẽ dùng trứng đó để mà mình up lên những cái con gì đấy, những cái con thú cấp cao hơn, những con thú cưng cấp cao hơn để nó lượm tiền nhiều hơn. Chứ còn những cái con này thì cơ bản thôi. Ok, bây giờ không biết lượm xong cái đống này được bao nhiêu tiền đây. Hiện tại nó có 261 tiền phải không? Đó. Vô 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 vô. 261 lên được bao nhiêu đây? 297. Không không hiểu cũng 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 dễ hiểu thôi, tại vì con bé của mình nó cũng cũng nó đang khá là cơ bắp nên là nó chưa có thể nào mà nó lượm nhanh được, nên là cứ từ từ rồi cháu nó cũng sẽ nhừ thôi. Cái này thì cứ lên level là nó sẽ cho mình nè, đó, cứ lên level là nó cho mình điểm cộng, mình cứ cộng vô là được. Ủa? Có vẻ như bên này hai con là nó lượm nhanh hơn bên này nè. Really, chính xác luôn rồi, tại vì con này hiện tại bây giờ là lượm là chỉ có 4 thôi. Năng lượng của nó thì lên được cái 5. Còn hai con này thì năng lượng của nó cũng chênh lệch nhau, nên là tính ra thì hai thằng lụm cũng không bằng một thằng nữa chứ. Ghê thật. Ok, đây là một phút cho fan nào. Fan này là của bạn Phúc Lưu Hoàng, bạn đã vẽ cho mình khi mình đang chơi Murder Mystery 2. Nhưng mà lúc này là mình đang cầm dao kề cổ. À, lúc này mình đang làm thằng Murderer và mình đang chuẩn bị giết một thằng. Nhưng mà nếu như chỗ này mà bạn giết, bạn vẽ cái mặt của thằng Vami hoặc Nam Cum mà cái mặt bự bựa một tí là phải nói là bao hài luôn ấy. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan art cứ gửi cho phần nhắn Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua lại game thôi. Bây giờ nó rớt rồi, lụm liền. Yes, nó rớt là phải lụm chứ. Chứ không lụm là đứa khác vô lụm là mình bị uổng tiền nữa, khổ lắm. Rồi, hôi, đi hôi của mà cũng phải cũng mệt mỏi vậy đó. Có ai thấy mệt không chứ mình mệt lắm luôn á. Cứ mỗi lần đi lượm tiền như thế đó. Ok, chính xác, bắt đầu thời gian hành trình hôi của bắt đầu. Ủa, con bé nào? À đúng rồi, bạc hôi 4 con bé. Ủa, ở đây 4 con hả? À, có một con của con nhỏ này nè mà mình không thấy. Trời ơi, bây giờ đại thú cưng của nó tới rồi. What the hell? Thôi
Ôi, 8 con bé bu vô chỗ này nó ăn hết tiền của mình luôn. Mình không còn một đống tiền nào để mà mình xử lý sử dụng nữa mà. Ok, mình phải tăng mấy cái đó lên thì lúc đó là mình mới có tiền được. Mình phải cho nó lượm càng nhiều càng tốt luôn. Đó, mình phải cho nó lượm càng nhiều càng tốt. Ok, để coi thử bây giờ lên được bao nhiêu tiền đây. Hồi nãy là chỉ cần lên tới 700 mấy là mình có thể mua được á. 2000 mấy mới mua được chứ. Mình lộn. 2750 thì phải. Là được 700 mấy tiền luôn. Wow! Yes! Ba con bé của mình đã phát huy được tác dụng rồi. Quá thơm. Quá thơm cho kia. À, bây giờ là mình sẽ đi lít tiền vô đây. Mấy cái cục tiền bự bự là mình nên lít đi chứ. Trời, cũng may con này có một con á nên là mình vô mình hôi phụ nó cho lẹ. Chứ để mình nó hôi hơi bị lâu ấy. Ok. Nó mà thả ra nữa là mình sẽ trời, con này nó có cái 3 con mèo luôn. 3 con mèo đó là kinh lắm luôn á. 3 con mèo đó là mua từ cái trứng này nè, đó, cái trứng thứ hai nè, mới có nha. Ô, nguyên cái rương. Trời ơi, phải mua cái rương liền. Đó, chính xác. Không biết sau khi mình lượm xong cái rương này, trời ơi, thêm một cái rương tốt bên kia đó kìa. Thì sau khi không biết mình lượm xong cái rương này mình sẽ được bao nhiêu tiền đây. Hiện tại bây giờ mình đang có 1486 tiền. Oh wow. Nó lượm 6 con lượm cũng nhanh đó chứ. Trời ơi, nó chia nó lượm. Thanh niên này chơi mình chơi dế chứ làm gì được nữa. Người ta phải lượm bu đông vô lượm chứ. Ai mà để lượm mà chia ra lượm nữa, thiệt tình. Gặp mình cũng làm vậy luôn á. Cạn lời. Ok, bây giờ để mình coi thử đây. Cái trứng của nó nè, đó, 2500 hả? Mình cưỡi 2750 chứ. Ở 2500 chắc lượm chừng vài lần, một lần nữa là đủ rồi. Ok, cuối cùng cũng xong bên này rồi, để mình coi thử bên này mình sẽ được bao nhiêu tiền đây. Lên được chắc cũng khoảng 2000 mấy á, nhưng mà không lên nổi 2500 đâu. Tại vì chia ra cái 3-4 người lụm nữa làm quá gì lên được. Ôi, hả? 1000 mấy luôn. Wow, bích. Ôi, cái rương siêu bự luôn, ok. Rương siêu bự bây giờ là mình sẽ mua. Mình sẽ mua một con và mình mở cái luôn để con nó mở ra con gì đây. Một con thỏ. Vài thỏ. Đúng không? Con rabbit đúng không? Hả? Con chó trắng hả? Trời ơi, nghĩ sao? Nó ra nó đưa cho mình một con chó trắng gì trời. Cạn lời. Thôi để mình đặt con này vô, mình gọi con này ra đi. Đó, chính xác. Một cái rương khổng lồ 35.000 tiền. What the hell? 35.000 tiền luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ để cho tụi nó tự lượm tiền thôi. Wow. Hồi nãy là tới 14.000 tiền. Trời lên được 14.000 tiền luôn. Trời ơi, lần hôi tiền cao nhất trong lịch sử. Wow, sau khi mình lên được 14.000 tiền á thì lúc đó là mình quên quay, khổ. Sau khi mình coi kỹ lại thì mình mới thấy là lúc đó mình quên quay, cho buồn lòng đi chứ. Thì bây giờ là mình dùng đó mình mua cái trứng thứ ba luôn nha, cái trứng mà 12.000 tiền á. Đó, cái trứng này nè. Đấy. Thì mình mở được nguyên một cái con chó đốm. Chó đốm cho là tiền của nó là lên tới 17-20 luôn. Quá ghê luôn không? Hồi bởi vậy mọi người mà mua cái rương càng cao á là cái độ khả năng hôi tiền của mấy con thú của mình nó cũng cao lên. Yes, bây giờ là mình xem đây, ở đây có đi lại hôi đi. Nói chung là mình chỉ cần căn bản mình đợi mấy cái này ra mình hôi tiền là cỡ nào tiền mình nó cũng nhiều đấy. Bây giờ mình sẽ không mua thêm con bé nào nữa, tại vì bé của mình bây giờ tiền nó cũng nhiều lắm luôn nè. Hả, con này level 10, con này level 13 nè, 17 nè. Đó, bây giờ mình sẽ đợi, mình sẽ nâng cấp hết ba con này thôi, mình không cần phải mua thêm nữa, tại vì mình để dành 25.000 tiền để mình đi qua bên này nè. Mình nghĩ bên đó là sẽ nó sẽ nhiều tiền hơn á chứ. Ok. Rồi xong, hay quá.
Nói chung là mấy cái rương này là siêu nhỏ nên là bây giờ nó mở cực kỳ nhanh luôn. Chứ không phải là giống như cái rương hồi nãy. Cái rương hồi nãy là trời cha hôi tiền là lần hôi tiền sướng nhất trong đời lên được 14.000 tiền. Kinh đợt. Ok, bây giờ nó còn cái gì nữa không ta? 8.000 rồi, bây giờ đợi nó lên 25.000 nữa thôi là mình có thể qua được bên kia rồi. Mà có vẻ như lên 25.000 nó cũng lâu đấy chứ. Ủa bây giờ nó không có cái rương nữa trơn ta. Rồi, không có rương thì mình sẽ cho nó đi vô bình thường thôi là được rồi. Đi hồi rương, đợi rương nó ra để hồi lâu quá. Cái máy bay là phải lúc nào nó cũng rớt đâu. Lâu lâu nó mới rớt thôi. Nó rớt thì mình được tiền đó, nó rớt không phải mình được tiền mà mấy thanh niên này cũng được tiền nữa. Ok. Khổ nha. Tôi nói là tôi đổi không được mà. Nè cơ bản này không đâu mình đâu có đổi đồ được đâu. Kệ mấy thanh niên này đổi được, chắc là mình nghĩ là lúc mà admin nó fix lại rồi hay sao ấy, nó không cho đổi, nó không cho reset luôn mà. Không biết mình chết bằng cái gì nữa. Mà thôi kệ đi. Wow. Đây. Mấy cái này gọi là lụm vui chơi qua đường thôi. Lụm vui chơi qua đường thôi. Tại vì mấy cái này bây giờ đối với tiền đối với cái cách hiện tại của mình á thì mấy cái đồng tiền này là nó không có bao nhiêu cả. Bây giờ là mình phải đợi mình nó rớt ra mấy cái rương. Ó mấy cái rương nhỏ nhỏ này cũng được nè. Trời ơi mấy cái rương nhỏ nhỏ này cũng tiền không á chứ. Dở hoài, mấy cái rương nhỏ nhỏ này tiền không á. Trời mấy con, ở con nào chạy nhanh vậy? Quá trời heo, con mèo của mình chạy chậm dễ sợ luôn. Ôi chậm một cách quá đáng. Ok, bây giờ là mình sẽ nâng tiền lên trước đã rồi tính tiếp. Đó, mình sẽ nâng tiền lên. Con này là mình nâng cấp độ đi. Đó, một con tiền một con cấp độ đi để cho nó nhanh. Chứ mà cứ để vô, chứ mà nhè vô có ba con nào cũng cân bằng thì nó không có con nào nó nổi trội cả. Mình phải để kiểu kia nó mới được. Ồ, cuối cùng cũng sắp đủ 25.000 rồi. Bây giờ mình chỉ cần đến lên được 25.000 là mình sẽ đi qua bên kia. Bây giờ là chỉ cần mở một vài cái, mình chỉ cần mở thêm một vài cái đồng tiền nữa là mình sẽ đủ khoảng 25.000 để mình đi qua bên kia. Bây giờ mình sẽ nâng cấp mấy cái con thú của mình lên cho đó là tính tiếp. Đó, mình cần nâng cấp cái sức mạnh, mình cần nâng cấp cái cấp độ nè, cấp độ với tiền. Ủa, ôi có rất là nhiều người qua được luôn mới ghê chứ. Wow. Ok, vậy là mình cũng phải qua bên kia cho bằng được. Tại vì bên kia nó cũng có cái rương, bên này nó cũng có cái rương á, nhưng mà có vẻ như cái tỷ lệ mà nó rơi bên này nó hiếm hơn bên kia thì phải. Biết là chưa đủ rồi, không có cơ. Rồi bây giờ đang cố gắng cày cho đủ 25.000 nè. Đó, nó phải dễ đâu. Đi hôi tiền cũng phải đặt ra cái level đó chứ. Rồi, hôi tiền dành cho đại gia và hôi tiền dành cho người bình thường. Ôi, thật là hư cấu. Ok, đủ tiền rồi, yes. Và bây giờ là mình sẽ đi qua bên này thôi. Bây giờ không biết bên này nó hôi tiền nó khó như thế nào đây. Trời ơi, bên này tiền nó nhiều dễ sợ luôn. Hôi, khả năng bên này là tiền nó lên cực kỳ nhanh luôn á chứ. Wow. Ok, và mình sẽ dùng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và comment ở phía dưới nha. Thì bye bye mọi người.